chạy H350, cái nồi chạy thời gian nó xào quá, xào xào bật cố luôn. 8.000 mấy cây. Zin nó hơi bí nha, con gái mình móc bô luôn. Con Zin nó có 3 vách ngăn này. Nó im quá. Tại nó giặt nó nghe tiếng nồi không nghe tiếng bô luôn á. Như vậy nó rung rần ra đầu ghê lắm. Nó tí nó xào xào này nè. Mình làm là khắc phục hết cái tiếng này luôn nha. Tại vì nó lên tới đây thôi. Mình làm nồi xong nó mở tua lên đây mạnh hơn. Như nó hết rung rần ra đầu, như hết kêu cái tiếng lọc cọc luôn. Như làm bồ, lọc gió. Rồi với cái H350 sau khi mình làm full nồi mở tua, như móc bô thay cỏ titan, như thay cái lọc gió đồ chơi, thay cho nó nhẹ nó bốc hơn. Cái này khắc phục các lỗi kêu cọc cọc như giọng nồi luôn nha. Nồi thì mình phay ảnh bi nè, bẻ độ mình dớt theo bài để nó mở cái tua ra đây luôn. Còn zin nó lên tới mí này thôi, nó đứng nha. Rồi. Rồi. Mình làm bố nè, rồi so độ nè, với khoan chuông làm là khắc phục hết các lỗi ha. Làm cái đồ chơi á, cái lượng gió nó nhiều không, xe nó nhẹ nó bốc nó mạnh hơn ha. Rồi với zin chạy thời gian nó đóng bụi luôn. Xe này mới chạy có 8.000 cây rồi, để giờ mình lắp vô mình test mình cứ cho anh em coi ha. Thằng là bay bổng rất là nhẹ luôn. Đây chiếc H350 thì sau khi mình làm lại nồi bô lọc gió thì cho nó nhẹ bốc, khắc phục mấy lỗi rung qua đầu luôn. Mình test cho anh em xem mở tua luôn nha.
hơi giọng kình đó, mình làm ra là nó hết luôn. Rồi, anh em yêu cầu anh hai mình nha. Đây, xe này là full cổ titan nè, ra tới khúc khó luôn. Còn khúc này còn vẫn giữ lại. Có hai kiểu làm ha. Rồi, ok. Em nha. H350 AB nồi bô ADV. Ý thật Việt.